Chào mừng tất cả các bạn nhé, đã trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay này mình tiếp tục cùng các bạn đi xem hai bác người dân tộc Dao Đỏ đúng không ạ? Đúng không? Cấy quế ở trong rừng các bạn nhé. Đấy. Đây là đồi cây được phát tỉa rồi, bên dưới là dọn dẹp để cấy quế này các bạn ạ. Đây là toàn cảnh đồi cây các bạn nhé. Đã được phát quang phần bên dưới gốc. Đó. Cấy chèn thêm quế vào các bạn ạ. Chắc mấy hôm mưa hôm nọ là nghỉ chứ mấy bác? À nghỉ đúng không? 5 ngày à? Nghỉ 5 ngày, bắt đầu xuống từ hôm qua. Công việc này cũng khá vất vả chứ đúng không? Vất vả lắm. Ngày 4 người, 3 người, 4 người. Cấy được 7 750. Ba người cấy được 750 buổi sáng ạ. Hôm nay ấy. Đấy là vừa đào hố vừa cấy đúng không ạ? Phía bên này là đã được cấy xong các bạn nhé. Hình như giống quế này là bé hơn giống hôm nọ trồng hay sao ạ? Bé hơn đấy. Rồi hôm nọ giống đẹp hơn. May trồng ở trong rừng cây chắc nó mát thì là nó cũng ấy thôi. Sau này là quế cao là chặt cây gỗ là vừa. Trồng quế ở trong rừng. May hôm nọ trồng là mấy hôm sau mưa là không phải tưới tắm gì cả đúng không? Cây lên quá là tốt luôn. Hơn một vạn cây đấy. Hơn một vạn cây. Đây là các bác cấy là tính theo đầu cây hay là tính theo ngày công ạ? Theo ngày. À, theo ngày ạ. Một ngày thì được bao nhiêu tiền? Ngày 200 à. Một ngày 200.000. Là không nuôi cơm đấy, tự ăn cơm ạ. Không nuôi. Thế thì tính ra một ngày chỉ có được 150 chứ. 150 thôi, đúng không? Bây giờ là thời Covid thì thôi có việc gì là không đi làm được xa đúng không? Bây giờ thì thôi thì túc tắc làm ở nhà vậy. Phía dưới kia một bác cũng đang là đi đặt những bầu cây vào từng hốc một. Còn bác này đi sau là cấy. Mỗi người một công đoạn này. Lúc cháu cũng sang bên kia rồi cháu tưởng mấy bác làm bên đấy. Ở trong nương bên chó. Vâng, trong ao ấy. Sang qua làm lán đấy. Thấy thức ăn vẫn còn treo ở đấy mà. Làm xong về làm cái đấy này. Tối ở đấy hai bác ở đấy cũng buồn lạnh đấy nhỉ. Buồn thì không sợ nhưng mà sợ lạnh thôi. Lạnh thôi, không sợ cái gì đâu. Đúng rồi. Thì bây giờ có gì mà sợ, chỉ sợ là
Thời tiết, nhưng mà thời tiết hôm nay với ngày hôm qua còn ấm lên rồi đấy. Mấy hôm trước thì lạnh lắm. Mấy hôm trước ở trên đấy à, trên nhà còn ra ngoài còn không dám ra cơ. Nó lạnh quá đúng không ạ? Lạnh quá, gió to. Ở đây thì lạnh, không có gió nhưng mà rất là lạnh. Trên đấy gió to lắm, từ hôm 19-20 à. Vâng. Gió to. Công đoạn của bác này là đi đặt bầu vào những hố đã được cuốc sẵn các bạn ạ. Còn một bác trên kia thì cấy. Công việc của bà con thì cũng khá là vất vả các bạn ạ. Trong cái rừng núi hoang vu này là các bác ấy đã được dọn sạch sẽ. Nhìn nó còn quang đãng, quang cảnh còn rất là tuyệt các bạn ạ. Đó, đây là rừng cây. Phía dưới kia là cũng trồng rồi chứ nhỉ, trồng được chắc kia chắc phải trồng được chắc phải trồng từ năm ngoái thôi nhỉ. Như hôm nay trồng là mát đấy, thời tiết mát đấy. Mát còn sống tốt đấy. Đấy.
ơi. Thằng à, hết chết thằng này nó, có thằng ba thằng này nó. Một khu rừng rộng này có mỗi hai bác đang trồng quế thôi. Mỗi người một góc thì chắc không nói chuyện với nhau á. Mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.